nó chính là ống thì sẽ là nhu gì, nhu đơn các bạn ha. Như vậy ở đây cái trường nam đó chúng ta thấy là mấy cái ống hoặc là nhu đơn không ạ, còn trong khi ở bên phổi này hoặc là bên này của ống này thì các em rất nghe về vuông và các em sẽ nghe về có một chuyện được không ạ? Hệ thống thông khí thì gồm có khoang lọc ống, cơ liên sườn, cơ hoành, các thành phần chui của buồng phổi. Xét về mặt giải phẫu thì người ta sẽ chia làm hệ hô hấp trên và hệ hô hấp dưới. Vậy công thức giải phẫu nào để làm cái chia điểm để sử dụng hệ hô hấp và hệ hô hấp dưới rồi? Vậy cái gì vậy? Hả? Hồng hả? Chút xíu nữa mình coi câu đúng hồng ha. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đi xuống thích để trước khi đi vào phần về vô học thì chúng ta vô tập về giải phẫu học trước. Số 1, xoang chén. Số 2, xoang bướm. Số 3, khoang mũi. Số 4, số 5, số 6 nội dung là gì? Rồi số 4, tị hầu, mũi hầu. Số 5, miệng hầu, khẩu hầu. Số 6, thạch hầu. Số 7, nắp thanh quản phía dây thanh môn. Rồi không phải nắp thanh quản đâu. Số 8 mới là gì các bạn? Số 8 là nắp thanh quản thân. Rồi số 7 là gì các bạn? À, đúng rồi, dây thanh môn, dây thanh âm, dây thanh giới các bạn ha. Số 9, cái ống đằng sau lưng khí quản thì gọi là cái gì? Thực quản. Số 10, khí quản. Số 11, màng phổi. Số 12, cho là phổi đi. Số 13, trung thất. Số 14, phế quản thùy. Các bạn ha, phế quản thùy. Số 15, tiểu phế quản tổng. Số 16, ống phế nang. Số 17, phế nang. Số 18, bao mạch. Các bạn ha, bao mạch ở phổi. Và số 19, cơ mạch. Như vậy là chúng ta đã thuộc gần hết về cấu trúc giải phẫu. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cắt lát cái đó ra và để xem cái tính thực tế về phần mô học, hệ hô hấp như thế nào. Rồi, như vậy cái phần này thì mình thông qua nhé. Khoang mũi, ổ mũi, thanh quản, khoang miệng, hầu, khí quản, phổi phải, phổi trái và cơ mạch. Biết sao gọi là cơ mạch? Bởi vì nó giống trục tọa độ X. Được chưa các bạn? Điểm hoành nó chính là trong trục tọa trục tọa độ X. Có phải trục tọa độ gồm có trục tung y và trục X là trục hoành không các bạn? Nó nằm ngang đúng không ạ? Bởi vậy nó tên là cơ hoành đó. Rồi, nếu như trong tất cả các slide thì slide này sẽ là slide quan trọng trong thể giải phẫu hệ hô hấp, là bởi vì nó sẽ giúp cho sinh viên hiểu được là cấu tạo của hệ hô hấp bằng cách là đường đi của không khí trong hệ hô hấp. Để giới thiệu được phần này đó, thì các em phải học về cái phần vận chuyển vật chất qua màng tế bào, giống như là môn sinh học tế bào đó. Thì các em có nhớ hình thức vận chuyển đầu tiên chính là hình thức vận chuyển gì ạ? Vận chuyển thụ động. Em còn nhớ không ạ? Vận chuyển thụ động không có cần năng lượng, nhưng mà vận chuyển trụ động thì nó cần năng lượng. Vận chuyển thụ động đó, đi cùng chiều ra em. Vận chuyển trụ động đó, đi ngược chiều ra em. Đúng không bạn? Nước chảy từ trên cao chảy xuống là cùng chiều ra em, không cần năng lượng thụ động. Nhưng mà bơm nước từ ở dưới đi lên đầu cao là ngược chiều ra em, là phải cần có năng lượng, là trụ động. Thì trong hình thức vận chuyển thụ động đó, nó có một hình thức mang tên là quất tán đơn giản, simple diffusion. Thì các người ta nói như thế nào? Quất tán đơn giản là sự vận chuyển của nồng độ chất tan từ nơi có nồng độ chất tan cao cho đến nơi có nồng độ chất tan thấp, cho đến khi cân bằng ra đen nồng độ. Chẳng hạn như bây giờ cái phòng này thầy lỡ làm rớt cái lọ nước hoa ngay cái chỗ này, thì ngay tại cái vị trí này nó sẽ rất là dạng mùi, nhưng mà góc phòng kia thì nó không có dạng mùi. Nơi này là nồng độ chất tan cao, nơi kia là nồng độ chất tan thấp, nhưng mà sẽ có những cái phân tử mùi thơm nó sẽ di chuyển về phía góc phòng kia, và chỉ cần khoảng một chút thời gian thôi, tất cả
khí oxy rất nhiều. Trong phế nang oxy rất thấp thì gì sẽ xảy ra? À, với tay đơn giản, lúc này oxy sẽ di chuyển từ nơi có nồng độ chất tan cao ở ngoài không khí, sẽ đi vào bên trong phế nang là nơi có nồng độ oxy thấp. Sau khi trao đổi với hồng cầu, nồng độ CO2 trong phế nang cao, nồng độ CO2 ở ngoài không khí thấp, chuyện gì xảy ra? Lúc này thì CO2 sẽ di chuyển ngược lại từ trong phế nang để đi ra ngoài theo một bước tay đơn giản. Đi từ nơi có nồng độ chất tan cao là CO2 trong phế nang đến nơi có nồng độ chất tan thấp là CO2 ngoài không khí. Như vậy các bạn thấy hoạt động thở vào và hít ra là hấp của ôn sinh học tế bào, sinh hấp vận chuyển thụ động, sinh hấp phát tán đơn giản. Chứ các bạn, như vậy ở ngoài này là không khí giàu oxy sẽ lần lượt đi qua mũi, họng, thanh quản, khí quản. Đến đó thì nó sẽ chia làm cái phế quản gốc gọi là ngã ba khí phế quản, trên là khí, hai cái bên kia là phế quản, giống như cầu chữ Y. Xong rồi nó hay còn gọi là ngã ba gamina. Xong rồi nó đi vô phổi thì nó chia làm phì, bên phải thì là ba phì, còn bên trái thì hai phì. Và cứ như vậy đi vô thì nó sẽ là phân phì, hạ phân phì, tiểu phân phì, và cho đến cái ngày mà nó mang những cái con như là phế nang thì nó gọi là tiểu phế quản tổng. Thì ở phế nang lúc này sẽ xảy ra hiện tượng là oxy sẽ đi qua, CO2 sẽ quay ngược trở lại. Như vậy là sau khi trao đổi khí ở phế nang thì nồng độ CO2 rất cao, thì lúc này CO2 sẽ theo một lúc quách tan đơn giản sẽ di chuyển ngược lại ra phía bên ngoài. Rồi, hình này nó sẽ giúp cho bạn phân biệt được cái ranh giới giữa cái hệ khu vực hệ hấp trên và hệ hấp dưới. Đó chính là cái gì các bạn? Là khu vực của dây thanh quản, dây thanh vô. Từ phía trên trở lên thì sẽ là hệ hấp trên, còn ở phía dưới sẽ là hệ hấp dưới. Vậy hệ hấp trên thì nó sẽ gồm có khoang phổi, gồm có hầu và thanh quản. Còn hệ hấp dưới thì gồm sẽ có khí quản, các phế quản và các phổi. Dị vật sẽ dễ bị rớt vào bên nào hơn ạ? Bên phải là bởi vì thấy rõ ràng phần này thì trở xuống dưới đây nó dễ hơn. Tổn thương phổi nào cũng nguy hiểm hơn ạ? Vẫn là bên phải, bởi vì bên nhu mô phải thì vẫn nhiều hơn là so với nhu mô trái. Rõ ràng khi các em cầm cái hai cái phổi lên thì các em thấy là bên kia nó nặng ký hơn là phía bên trái, và bên kia ba phì thì có hai phì. Rồi, cho thầy hỏi là cái máu từ cái tâm nào của di chuyển vào trong phổi? Tâm thức phải nó sẽ đi theo cái gì? Và động mạch phổi để đi lên phổi. Rồi khi nó trao đổi xong thì nó sẽ theo tiểu, nó sẽ theo cái gì? Tĩnh mạch phổi. Để về cái gì cũng liên tục. À, chút xíu nữa chúng ta có cái bệnh gọi là cái bệnh COPD và cái bệnh hen phế quản đó, thì chúng ta sẽ nói về phần đó nha. Rồi, như vậy là đường hô hấp trên, cái lai này sẽ khác với lai hồi nãy ha. Như vậy cái thanh quản này vẫn là cái ranh giới giữa hệ hấp trên và hệ hấp dưới là năm. Rồi, vậy quá trình hô hấp ở phổi thì sẽ trải qua tất cả là năm bước. Bước thứ nhất là không khí ở phổi. Sau khi không khí của phổi xong thì lúc này thì nó sẽ là hấp tan oxy và CO2 vào hệ tuần hoàn theo tĩnh mạch phổi để về lại tâm nhĩ trái, và tâm nhĩ trái là nơi đầu tiên trong tim nhận được máu đỏ tươi. Xong rồi nó sẽ nhờ theo hệ thống của tuần hoàn để vận chuyển đến tất cả các nơi trong cơ thể. Sau khi di chuyển đến tất cả các nơi trong cơ thể thì nó sẽ trao đổi cái dịch cơ thể và khí đến cái tế bào. Xong rồi cái tế bào không khí đó, nó sẽ chui vô cái tế bào. Trong tế bào có một cái bào quang mang tên là tim thể. Xong rồi cái oxy nó sẽ đi vào bên trong cái tim thể đó, đó. Xong rồi cái tim thể nó nhận gluco từ hệ tiêu hóa. Xong rồi nó lại đi vô cái tim thể. Thì như vậy gluco từ hệ tiêu hóa, oxy từ hệ hô hấp đến cái bào quang tinh thể. Lúc này nó sẽ xảy ra hiện tượng đốt cháy gluco để tạo thành CO2 và nước, và tạo thứ rất quan trọng cho cơ
CO2 đó nó sẽ lại theo cái mạch máu để quay ngược trở lại theo cái phổi và được thải ra bên ngoài phế quản, phế nang, phế quản và khí quản gì đó. Còn trong khi cái nước đó thì nó sẽ trở thành huyết tương và nó sẽ được đi qua hệ tiết liệu để tạo thành nước tiểu đi ra bên ngoài, và cái đốt cháy oxy nó tạo được năng lượng, và nhờ cái năng lượng đó tất cả các tế bào trong cơ thể mới có thể hoạt động được. Đó chính là vai trò chức năng của hệ hô hấp. Tiêu hóa và tuần hoàn ba hệ cùng nhau làm việc vụ chính là tạo nên ATP. Vậy chức năng là đường dẫn khí hô hấp, đường dẫn khí ngoài phổi và đường dẫn khí trong phổi. Và nói về cấu tạo mô học của hệ hô hấp thì chúng ta sẽ thấy hệ hô hấp có rất là nhiều sụn, sợi chun. Sợi chun là gì vậy? Thì các bạn thấy là trong mô liên kết có ba thành phần là tế bào liên kết, sợi liên kết, tích căn bản. Thì sợi liên kết thì còn có hai thành phần, chính là sợi collagen và sợi chun. Sợi chun là sợi đàn hồi, hiểu chưa các bạn? Phổi phải đàn hồi, bởi vậy về mặt cấu tạo mô học bên phổi, hệ hô hấp thì rất nhiều sợi chun. Sẵn tiện nhắc luôn về hệ collagen, có bao nhiêu loại collagen? Không phải, có rất nhiều nhưng mà 12 loại chính thôi bạn ạ. Trong đó thì các bạn chỉ cần nhớ 4 loại mà thôi, nghe bạn nha. Có rất nhiều collagen và người ta đánh theo số La Mã. Có rất nhiều collagen nhưng mà chúng ta chỉ cần nhớ 4 loại chính thôi. Loại 1 có trong sụn sơ, loại 2 sụn trong, loại 3 sợi lưới và loại 4 màng đáy của cầu thận. Đây là các bạn 4 loại thôi nha. Rồi, nếu như ở ống trong tất cả các cấu trúc khác là chuông đơn, trung tần, trụ tần, thì ở trong phổi sẽ là biểu mô trụ giả tần có long chuyển. Và cứ nhắc đi nhắc lại mãi, biểu mô trụ giả tần có long chuyển. Trong biểu mô trụ giả tần có long chuyển này thì nó sẽ gồm có 5 loại tế bào. Và thật may mắn là các em đã xem cái phần này với kiến thức tuy rồi cơ mà nha. Thì trong cái biểu mô trụ giả tần có long chuyển này thì có 5 loại tế bào. 5 loại tế bào đó được mang tên là trụ có long chuyển. Và người ta đã thống kê cho thấy là một trong những tế bào thì có khoảng 300 long chuyển. Tế bào đài làm nhiệm vụ tiết ngày, tế bào bàn chải là có những đầu tụng thần kinh, tế bào hạt nhỏ và tế bào đáy. Nhưng mà một vài bạn mới nói sao tôi chỉ có thấy được tế bào trụ có long chuyển và tế bào đài. Lý do là do bản chất của thuốc dược. Tại sao mà khi xem cái khí quản các bạn chỉ xem được có hai loại tế bào thôi? Là do thuốc dược chỉ có thể bắt được màu của tế bào trụ có long chuyển và tế bào đài thôi. Để bắt màu được mấy bạn kia thì cần phải có những thuốc dược chuyên biệt. Chữ G này là ký hiệu cho tế bào đài, tiếng Anh đọc là white cell. White cell tiếng Anh đọc là tế bào đài, và tiếng bắt đầu bằng chữ G nên người ta gọi là tế bào đài. Chữ cờ đó là gì ạ? Cilia có nghĩa là long chuyển, các bạn ha. Còn long giả thì sẽ là gì ạ? Stereocilia, các bạn ha. Chữ V đó là viết tắt của chữ gì ạ? Vessel, bao mặt, các bạn ha. Còn chữ V, M là viết tắt của chữ màng đáy, space, membrane. Hôm qua trong giải tập thì có nhiều bạn hỏi là trong cái tiêu bản em thấy có những nhiều cái hạt màu cam. Hạt màu cam trong tiêu bản là cái gì? Thì sẵn tiện trả lời luôn, đó chính là hồng cầu, được chưa các bạn? Vì sao hồng cầu lại bắt thuốc dược màu cam ạ? Bởi vì thuốc dược, màu thuốc dược này là thuốc dược dược nhân với màu xanh tím của H, và dược tế bào chất là màu hồng của E. Hồng cầu không có nhân, bởi vậy không thể nào bắt được thuốc dược xanh tím, nó chỉ được bắt thuốc dược màu E. Nhưng mà trước khi quá trình mà người ta cho ra một cái lam sạch, người ta rửa qua nước thì cùng. Vì thế nó đã làm phai màu trở thành màu cam. Được chưa các bạn? Từ màu hồng trở thành màu cam. Vậy sau này mà coi tiêu bản nào mà làm màu xanh đó, mà thấy cái con nào nó nằm trong lòng ống và nó có màu cam, nó chính là những con hồng cầu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần ứng dụng lâm sàng. Đối với những khi mà niêm mạc bị biến đổi hoặc là chảy xước đó, thì lúc này là biểu mô trụ giả tần sẽ được chuyển hóa thành biểu mô lát tần không sụn hóa. Được chưa các bạn? Giống như cái gì vậy? Giống như là thực quản vậy đó. Nhớ nha,
Như vậy là bình thường thì sẽ là trụ giãn tầng có lọc chuyển, nhưng mà khi bị tổn thương thì nó sẽ trở thành biểu mô lan tầng không sừng hóa. Được chưa các bạn? Như vậy các bạn thấy là như thế nào? Mà lan tầng không sừng hóa thì nó sẽ có tính chất gì ở bề mặt vậy các bạn? Bóc tách ra, đúng không bạn? Thực quản nó bóc tách thành niêm mạc. Bởi vậy mọi cái khí quản bảo vệ cho nguyên cả hệ hô hấp mà bây giờ nó tự nhiên đã chuyển hóa thành lát tầng không sừng hóa, không có lông chuyển để bảo vệ và không có rất là nhiều cái tôi đang nói là như tôi thấy hai bạn kia mặc áo giống nhau nên tôi mất sự tập trung các bạn ơi. Như vậy là biểu mô trụ giãn tầng có lông chuyển khi bị tổn thương thì nó sẽ chuyển hóa thành biểu mô lát tầng không sừng hóa. Như vậy ở những người hút thuốc lá lâu năm đó thì biểu mô trụ giãn tầng có lông chuyển nó cũng bị chuyển hóa thành lát tầng không sừng hóa. Hút thuốc được vài năm bắt đầu lông chuyển hết lúc lây xong rồi lông chuyển rụng xong rồi sẽ tế bào bề mặt nó sẽ bị chuyển hóa thành lát tầng không sừng hóa và như vậy đâu còn cái gì được bảo vệ đâu các bạn ha. Sau này các bạn học đến năm thứ ba về phổ bệnh thì các bạn sẽ biết là những cái gì mà nó nằm ở tầng biểu mô đó thì nó rất là dễ bị chuyển thành cái gọi là ung thư. Vì sao thì các bạn, trong chuyên ngành chúng tôi gọi là cái carcinoma, tức nghĩa là biểu mô sẽ rất là dễ bị chuyển hóa thành ung thư. Lý do bạn dễ mất tớp ra đi nên rất là dễ bị ung thư. Có phải biểu mô là dễ mất tớp ra đi chứ không ạ? Bởi vì nó nằm ở phía ngoài mà, đúng không ạ? Còn trong mô liên kết thì khó nha. Vì sao là mô liên kết là phải đợi biểu mô mất tớp ra đi rồi nó mới đi được rồi, đúng không ạ? Rồi, ở những người hút thuốc lá lâu năm đó thì tỷ lệ của tế bào có lọc chuyển trên trên tế bào này giảm một phân số mà giảm điều đó nó sẽ tương đương với việc là gì các bạn? Tử số giảm nhưng mà mẫu số tăng, đúng không? Như vậy tóm tắt lại có nghĩa là tế bào đài tăng còn tế bào có lông chuyển giảm. Lý do nó giảm là bởi vì hút thuốc lá làm cho không lay động được lông chuyển và tế bào đài tăng. Vì sao tăng? Là bởi vì nó phải cần gia tăng để cố gắng bảo vệ cơ thể bằng cách là gì? Làm sạch các vật thể lạ. Vai trò sinh học của tế bào đài là tiết nhầy mà. Nhớ như thầy là những người hút thuốc lá lâu năm thì tế bào đài tăng, còn tế bào có lông chuyển thì sẽ bị giảm. Bây giờ chúng ta thấy về phần hô hấp thì bản thân có thể các bạn hô hấp hoặc phế nang, cuối phế nang. Phế nang chính là vị trí của việc trao đổi khí. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần dẫn khí ngoài phổi. Thì từ ngoài vào bên trong thì sẽ là khoang mũi, hầu, thanh quản, khí quản, phế quản gốc. Bây giờ là đến phần khoang mũi. Rồi, mình thấy là khi vào khoang mũi thì nó sẽ gồm có 3 xoang mũi dưới, xoang mũi giữa và xoang mũi trên. Không khí khi đi vào xoang mũi dưới, xoang mũi giữa sẽ có 3 chức năng quan trọng: làm ấm, làm ẩm và làm sạch. Không khí mang những bụi sẽ di chuyển đến xoang mũi trên. Thì trên những cái xoang mũi trên này nó có cái xương sàn. Thì trên cái xương sàn này nó treo những bóng đèn. Hãy tưởng tượng như là những cái bóng đèn neon này là những cái tế bào thần kinh tuyến giáp. Thì cái bức trần sẽ là xương sàn. Thì trên cái xương sàn sẽ là dây thần kinh, đúng không các bạn? Dây thần kinh đó là dây thần kinh số mấy ạ? Số 1 La Mã là dây thần kinh tuyến giáp, được chưa các bạn? Như vậy, khoang mũi thì chúng ta có tiền đình mũi, có nhiều lông, nhiều tuyến bã. Còn cái đường niêm mạc, chỗ này hay bị hỏi thi về cái thể swell. Về niêm mạc hô hấp này thì nó sẽ có rất là nhiều cái tĩnh mạch có khả năng giãn rộng để trao đổi nhiệt với môi trường tĩnh mạch. Thể swell, chút xíu chúng ta sẽ quay trở ngược lại thể swell. Tiền đình mũi, niêm mạc hô hấp thì có nhiều cái tĩnh mạch nó bị giãn rộng và nó sẽ trở thành một cấu trúc mang tên là thể swell, giống như là người ta bị nổi tĩnh mạch lên vậy đó. Thì các bạn hiểu không? Ví dụ như tĩnh mạch mà bị nổi mà ở khoang mũi thì người ta cho từ gọi là thể swell. Biểu mô khứu giác thì chính là những cái tế bào neuron hai cực, cực bên đây thì tiếp nhận mùi thơm, còn cực bên kia thì sẽ gắn vào dây thần kinh số 1 La Mã để phân tích ở não bộ. Rồi, tại sao lại nhắc đến thể swell? Là bởi vì thể swell chính là một trong những cái nguyên nhân bị dị ứng và viêm. Khi dị ứng và viêm thì nó có thể gây nên sự ứ máu ở thể swell. Chúng ta thấy đây là một cái khoang mũi thì gồm có xoang mũi dưới, xoang mũi giữa và xoang mũi trên. Thì có rất là nhiều cái tĩnh mạch nó nổi rõ trên đây thì người ta gọi nó chính là những cái thể swell
ở cái khoang mũi, và khi nó bị dị ứng hoặc viêm thì nó sẽ làm cho mũi máu lên và cảm thấy rất khó chịu ở khu vực này. Bây giờ nói về xoang thì các bạn nhớ là ở mũi thì nó sẽ gồm có bao nhiêu xoang không ạ? Bốn xoang chính các bạn ạ. Màu xanh nước biển. Màu xanh nước biển là xoang gì bạn? Xoang trán. Màu xanh lá cây. Xoang sàn. Màu đỏ. Xoang bướm. Còn màu vàng là xoang gì ạ? Xoang nằm trên. Và nếu như những cái chỗ xoang ở khu vực này bị tổn thương thì nó sẽ là do sự tắc nghẽn của các ống, và người ta gọi là viêm xoang hoặc viêm phế quản mạng. Có thể nguyên nhân chủ yếu là do những phần biểu mô hô hấp ở đây nó bị mắc một cái hội chứng mang tên là hội chứng lông chuyển bất động, như hôm bữa phân tích trong cái bài hệ sinh Việt Nam. Bây giờ chúng ta di chuyển vào hầu cho bạn nam. Hầu thì có nhớ là cái gì? Có gì ạ? Thanh hầu, miệng hầu và khẩu hầu, đúng không ạ? Rồi, đây là về mặt cấu trúc thì thấy rõ ràng là hầu chính là một cái ống nối từ cái khoang mũi cho đến cái thanh quản, đúng không ạ? Hầu thì sẽ chia làm ba khu vực. Khu vực này được gọi là mũi hầu, khu vực này được gọi là miệng hầu, còn khu vực này được gọi là thanh hầu. Không khí sẽ di chuyển qua hầu, còn thức ăn sẽ di chuyển từ ổ miệng. Như vậy hầu chính là trung gian, được không các bạn? Rồi, ở nhắc đến hầu, các bạn theo các bạn cái chỗ nào mà nó nổi gồ gồ lên đây thì nó tương ứng với cái gì trong cái bài hệ bạch huyết nha các bạn? Tâm siêu trong cái này người ta gọi là cái gì các bạn? Nó chính là những cái vòng Wasserdam, đúng không các bạn? Và nó chính là những cái nang di khô ở khu vực mũi và khu vực hầu, khu vực mũi và khu vực miệng. Cái này được gọi là cái gì bạn? Hạnh nhân mũi hầu. Còn hai cái này được gọi là cái gì bạn? Hạnh nhân miệng hầu. Cái này được gọi là gì? VA. Còn cái này được gọi là gì? Amida. Được chưa các bạn? Thì nó sẽ tạo thành những hạnh nhân ở khu vực mũi miệng này, thì người ta gọi là chính là vòng Wasserdam. Phân tích cho các bạn ở bài hệ quyết miễn dịch đó, những phần cuối đó, sau khi giới thiệu về hạch bạch huyết, giới thiệu về tắc, giới thiệu về tuyến ức, thì người ta sẽ có giới thiệu về hạch nhân. Thì mấy cái chỗ đó chính là hạch nhân đó, và nó sẽ tạo thành khu vực bao quanh khu vực mũi miệng này để làm cái gì? Bảo vệ. Rồi, như vậy là chúng ta thấy là hầu sẽ chia làm ba khu vực. Chữ dưới này là hầu, còn cái chữ này là mũi. Như vậy chữ này ghép lại là mũi hầu. Chữ này là miệng, chữ này là hầu, chữ này là thanh quản, còn chữ này là hầu. Và cứ ghép đọc tiếng Anh, đọc từ dưới đọc lên, được chưa các bạn? Đúng không ạ? Rồi, miệng hầu, bây giờ mũi hầu. Bởi vì mũi hầu là liên quan đến hệ hô hấp nên nó sẽ là biểu mô trùng dạ tầng có lông chuyển, có nang tiết nhầy và tiết nước. Chắc các bạn đã thấy là trong cái khu vực mũi của chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái nang. Còn miệng và thanh hầu thì nó không có liên quan đến khu vực hô hấp, vì thế nó sẽ là lát tầng không sừng hóa, mà nó sẽ giống như thực quản kìa, bởi vì thực quản cũng sẽ là biểu mô lát tầng không sừng hóa. Như vậy dẫn thức ăn sẽ là lát tầng không sừng hóa, còn dẫn khí thì sẽ là trùng dạ tầng có lông chuyển. Có lông chuyển để làm gì vậy các bạn? Để đẩy những cái khí bụi hoặc những cái độc gì đó nó đi ra khỏi hệ phổi. Thì như vậy khu vực hầu này nó sẽ có rất nhiều mô liên mô phát triển, và nó tập trung thành những cái hạt nhân mà người ta gọi là vòng Parkinson. Bây giờ đi vào thanh quản. Đây là cái cấu trúc về mặt mô học của một thanh quản. Thì ngoài hệ thống dẫn khí thì thanh quản còn có chức năng phát âm. Các bạn có thấy cái trống da trâu bao giờ chưa? Đập từ trên, đập lên, nó nghe một cái âm thanh phát hiện lên. Hay còn tưởng tượng như là cái trống da trâu chính là cái dây thanh âm à. Bởi vì nó mới phát âm, thì cái không khí đập từ cái phế nang đập lên cái đó và nó tạo nên những âm thanh. Mỗi người sẽ có những cái cấu trúc giải phẫu khác nhau, độ trung của dây thanh âm khác nhau, vì thế mọi người sẽ có những cái tiếng nói khác nhau. Thì ở phần thanh quản thì nó sẽ gồm có lớp niêm mạc, vẫn lại là biểu mô trùng dạ tầng có lông chuyển. Và lúc này nó có rất nhiều, rất nhiều sợi chun. Vì sao vậy các bạn? Bởi vì cần cho khả năng đàn hồi, các bạn ha. Trong cơ thể chúng ta, mô sụn chun nằm ở đâu vậy các bạn? Nằm ở hai cấu trúc, đó chính là gì ạ? Vành tai, mô sụn chun mà. Mô sụn chun sẽ có ở cấu trúc là vành tai và dây thanh âm. Thì khu vực mô sụn chun nó sẽ có rất nhiều cái sợi chun, và như vậy dây thanh âm nó sẽ có rất nhiều sợi chun là sợi đàn hồi. Dây thanh âm thì sẽ được bao phủ bằng lát tầng không sụn hóa. Ngoài ra thì nó có nước sụn ở đây, sụn cho sụn chun, nhưng mà sụn chun là chủ yếu nhất của cơ thể. Bây giờ mình di chuyển vào khí quản và phế quản gốc.
Rồi, hình này nó cũng cho thấy là khí quản sẽ được cấu tạo rất là nhiều những cái vòng xoắn. Các bạn ha, vòng xoắn. Rồi, hôm bữa mấy các em có coi cái tiêu bản khí quản đó. Sau khi các em coi ở trên cái phần biểu mô, nó có rất nhiều long chuyển và tế bào đài. Dịch xuống xíu là cái phần về mô liên kết mà bữa chưa có học nên mình chưa coi được. Nhưng mà xin xuống tí xíu, các em có thấy cái nước trong trong không ạ? Những cái hộp cái nước trong trong đó thì chính là cái gì của khí quản vậy? Lớp sụi. Vậy hơn mà học cái bài ôn tập quý trì đó, được phát lại cái lam khí quản đó, thì nhớ là dịch cái lam xuống để coi cái phần sụi ở khí quản. Đây không phải là mục tiêu ra đi, nhưng mà giúp cho các em coi lại một lần nữa là khí quản thì có lớp sụi trong ở đó. Được chưa các bạn? Nha. Rồi. Thì đây là hình chụp dưới kính hiển vi điện tử, thì thấy là trên cái bề mặt tế bào của cái phần khí quản sẽ có rất là nhiều long chuyển. Nhớ hôm bữa thầy có cho các bạn so sánh giữa long chuyển và long giả chưa? Nhá, long giả đều, còn long chuyển thì cao thấp khác nhau. Long giả là một chiều, còn long chuyển là hai chiều. Được chưa các bạn? Rồi. Như vậy khi chúng ta tháo cái sụn ra thì để tháo cái khí quản thì thấy khí quản sẽ được cấu tạo rất là nhiều những cái vòng sụn hình chữ C, và bên trong đây nó sẽ có biểu mô trụ giả tầng có long chuyển. Rồi, theo bạn cái cấu trúc này ta gọi là gì? Hả? Xương máu. Rồi cấu trúc này người ta gọi là gì ạ? Sụn giá. Ha. Ở nam giới thì là bao nhiêu độ? 90 độ, còn ở phụ nữ 120 độ. Rồi cái này nó sẽ có cái cấu trúc gì của hệ nội tiết bám vào trong đây đó là tuyến giá ha bạn ha. Rồi các bạn cái sụn kế tiếp sẽ là sụn gì? Sụn nhẫn. Và như vậy những cái sụn ở phía sau này sẽ là những cái sụn hình chữ C ha bạn ha. Có chỗ này thì người ta gọi là ngã ba khí phế quản. Rồi như vậy là khí quản sẽ được cấu tạo rất là nhiều sụn. Theo bạn thì sao phải cấu tạo sụn ạ? Bởi vì co giãn để giúp cho hoạt động dưỡng khí, được chưa các bạn ha? Rồi. Rồi, khi mà cắt ngang cái khí quản thì chúng ta cũng thấy là có rất là nhiều những biểu mô trụ giả tầng có long chuyển. Tiếp theo là những cái phần mô liên kết và những cái tuyến tiết, các bạn ha, tuyến tiết. Thì sau này các bạn sẽ học về cái bài của hệ tiêu hóa thì các bạn sẽ thấy những cái hình này xuất hiện một lần nữa. Khí quản sẽ dài từ 12 đến 14 cm, có rất là nhiều biểu mô hô hấp, tiết dịch nhầy và nước, trong đó thì có khoảng từ 6 đến 20 sụn hình chữ C tùy thuộc vào mọi người để cho khí quản luôn là trạng thái mở. Đây là cái hình để nhắc lại một lần nữa, đó chính là hội chứng long chuyển bất động ở khí quản. Nếu như cái tính mất đi tay cầm đi lên ngoài thì sẽ làm không cho cái này nó trượt lên cái này để làm cho cái bánh răng xe đạp nó hoạt động, thì hệ thống toàn bộ long chuyển sẽ bị ngừng hoạt động giống như đuôi của tinh trùng như vậy đó. Vì thế hội chứng long chuyển bất động sẽ gây nên vô sinh ở nam giới, thậm chí vô sinh ở nữ giới luôn, là bởi vì vòi tử cung rất nhiều long chuyển luôn. Nhưng hôm nay chúng ta học về cái bài hệ hô hấp thì long chuyển có hiện diện ở khu vực khí quản. Nếu như mắc hội chứng long chuyển bất động thì nó sẽ làm nên nhiễm trùng hô hấp mãn tính ở cả giới nam và nữ. Lý do chủ yếu là do đánh mất đi tay cọc đi đi ở ngoài trong cái cấu trúc chính cọc 2, chính cặp xương ngoại vi và cặp xương trung tâm chính giữa. Người ta nghiên cứu trong nhiều năm liền đó, thì sau này bộ môn sinh lý sẽ giải thích là hoạt chất sinh học epinephrine hoặc có tên gọi khác là adrenaline. Các bạn ha, cái chất này là thuộc hệ dây thần kinh gì các bạn? Giao cảm. Các bạn ha, chúng ta có hệ thần kinh giao cảm và hệ thần kinh phong cảm. Hệ thần kinh giao cảm thì có các chất nổi tiếng sau đây ha. Thứ nhất là dopamine, thứ hai là epinephrine và thứ ba là norepinephrine. Được chưa các bạn? Còn bên hệ thần kinh phó giao cảm thì chúng ta có một chất rất nổi tiếng chính là acetylcholine. Được chưa các bạn? Nha. Hôm bữa còn nhớ là dương vật cương cứng được chính là do acetylcholine của dây thần kinh phó giao cảm, và dương vật không cương cứng được là do hoạt chất bên tay của dây thần kinh giao cảm. Thì nhiều năm liền người ta đã thấy là những cái chất trong dây thần kinh giao cảm như là epinephrine nó sẽ làm giãn cơ trơn. Như vậy nếu như người ta bị hẹp cơ trơn thì mình phải sử dụng cái gì các bạn? Epinephrine để làm giãn cơ trơn, được không ạ?
Epinephrine và thuốc kích thích thần kinh giao cảm được sử dụng làm giảm trơn các bạn học hệ nội tiết chưa? Tuần sau các bạn học hệ nội tiết thì các bạn sẽ biết là epinephrine này nó sẽ được tiết từ vùng tủy của tuyến thượng thận, được chưa các bạn? Sau này học đến thực tập hệ nội tiết thì thầy sẽ nhắc lại một lần nữa. Tình trạng tăng lực cản của lực này trong cơn hen sẽ là do sự co thắt cơ trơn. Như vậy, hen khí quản là do cái co thắt cơ trơn, người ta sẽ bị cái gì? Không có đủ oxy để đi vô phổi. Thì bây giờ người ta sẽ cho sử dụng cái gì? Epinephrine để làm cái gì các bạn? Giãn cơ trơn thì lúc này thông phổi trở lại. Nhưng mà thuốc hết thì sao? Lại bị tiếp tục. Bởi vậy những người đó là phải sử dụng rất thường xuyên. Một trong những cái bệnh nổi tiếng nhất ở khu vực này đó chính là bệnh hen phế quản, được không ạ? Thì lúc này là mình thấy ở khu vực khí và phế quản là cái này là bình thường, nhưng mà khi nó bị co thắt thì nó sẽ dẫn cho không khí không còn. Thì lúc này người ta sẽ cho cái hoạt chất có mang chất là epinephrine vào để làm cho giãn trơn trơn phế quản. Đây là một cái hình để cho các bạn thấy giữa khí quản phế quản có hiện tượng hen phế quản. Đây là bên bình thường, thông khí rất dễ, còn khi bên đây là bị chật hẹp và tạo thành những cái chất nhầy ở khu vực này. Rồi, nhưng khi mà cái phế quản nó được những cái khuôn hoạt chất thì nó sẽ làm được giãn ra. Cái này thì các bạn chưa học dược lý, sau này các bạn sẽ học dược lý. Thì cái dụng cụ mà như thế này thì người ta gọi là cái khí dung. Các bạn nào, khí dung có nghĩa là dung tích trong không khí, cái trong đó nó chứa cái những cái hơi các bạn nào. Thì cái hơi đó chính là cái này người ta gọi là ventolin các bạn ạ. Thì trong những cái hoạt chất này nó sẽ có chứa một cái hoạt chất tên gọi là cái sulfatamol sulfat. Thì cái ống này một khoảng là 85.000 cho 200 liều các bạn ạ. Như vậy là bao nhiêu một liều vậy các bạn? 85.000 thì Việt Nam cho 200 liều và người ta phải thích như vậy, đúng không ạ? Sau này phía bên dược lý sẽ giới thiệu cho bạn thuốc này chính là thuốc giãn cơ trơn phế quản khí quản điều trị cho các bệnh nhân về cái hen phế quản, được không bạn? Cái này gọi là ventolin nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần dưỡng khí trong phổi. Phần dưỡng khí trong phổi thì nó sẽ chia làm rất là nhiều những cái cung khác nhau. Thứ nhất là màu xanh lá cây là thứ bậc nhất. Thứ hai, màu xanh nước biển là bậc hai. Tiếp theo là bậc 3 và nhỏ nhất là màu đỏ và cứ như vậy. Tưởng tượng như cái gì các bạn? Giống như là chùm nho các bạn, càng đi vào những cái càng sâu thì nó càng ngày nó càng nhỏ và nó càng ngày nó càng phức tạp ha. Và cái điểm cuối cùng mà nó mang được trái nho chính là phế nang, đúng không các bạn ha? Rồi, đây là phổi. Cái bảng này nó chính là cái bảng nó so sánh về những thành phần cấu tạo chức năng của các loại ha. Hy vọng là các bạn có thời gian để mà dịch ha bạn ha. Chắc là cũng không có nhiều thời gian. Rồi, mình đi qua đi. Rồi. Bắt đầu vô tới phổi rồi đó nha. Thì sẽ thấy là vẫn tiếp tục là biểu mô trụ dạ tầng có long chuyển. Nhưng mà lúc này vòng sụn đó nó dừng hết sự liên tục rồi đó. Nếu như ở khí quản là bắt đầu liên tục hình chữ C thì bắt đầu đi vô phổi từ từ đó là vòng sụn bắt đầu hết liên tục rồi đó. Trong cái chữ này chính là chữ C là sụn cannulat, được không các bạn? Vessel là bạn ha. Còn S-bone là cái gì? S-M là gì bạn? Wood muscle, cơ trơn ha. Cơ trơn có điều kiện theo ý muốn không ạ? Không các bạn ha. Cơ trơn không điều kiện theo ý muốn. Cơ tim có điều kiện theo ý muốn không ạ? Không luôn. Cơ vân có điều kiện theo ý muốn không ạ? Đó, các bạn ha. Rồi, cái gì có khả năng phì đại? Cơ nào có khả năng phì đại? À, chỉ có cơ trơn thôi ha bạn ha. Một trong những trường hợp nổi tiếng đó chính là gì ạ? Đó chính là khi mang thai, đúng không ạ? Cơ trơn tử cung phì đại. Rồi, như vậy, ở khu vực này là cơ trơn thì cơ trơn cũng không điều khiển được theo ý muốn. Bởi vậy mà người ta hay bị đẻ rơi đó. Đẻ rơi là bởi vì sao vậy? Là bởi vì cơ trơn tử cung điều khiển không ý muốn. Nếu mà cơ vân là có thể còn được rồi, bởi vì cơ trơn nên không rộng được nên phải đẻ rơi nha bạn ha. Rồi, như vậy là toàn bộ khu vực của cái phần về cái phổi này là cơ trơn điều khiển không theo ý muốn. Khí quản được chia làm hai phế quản gồm có động mạch tĩnh mạch và bạch trạch huyết. Khi vào phổi thì bắt đầu nó chia thùy tiểu phân thùy và tiểu phế quản tổng. Rồi, lại một lần nữa vẫn là biểu mô hô hấp.
có cơ trơn, có những cái sụn và có những cái sợi chun và sợi đàn hồi để cho hoạt động co giãn. Và từ từ nó sẽ có rất nhiều tế bào lympho để bảo vệ và có những cái hạch bạch huyết. Lớp dưới niêm mạc là cái phần của khu vực mô liên kết đó, thì nó sẽ có rất nhiều những cái tế tiết nước và nhầy ở phải xuất và lòng đó. Nhắc đến cái phần lớp dưới niêm mạc thì các em đã học trong cái bài gì của hệ tiêu hóa vậy? Ha, bài hệ tiêu hóa chúng ta có rất là nhiều cái dưới niêm mạc. Dưới niêm mạc là mô liên kết. Mô liên kết là mô duy nhất trong cơ thể có chứa cái gì vậy? Có chứa mạch máu. Và mô nào trong cơ thể duy nhiều nhất trong cơ thể? Vẫn là mô liên kết luôn đó. Lý do vì sao vậy các bạn? Là bởi vì chỗ nào phải cần liên kết với nhau. Ở trên là biểu mô, phía dưới là mô liên kết. Thì không có mô liên kết thì làm sao biểu mô có thể dính được trong cơ thể chúng ta? Theo các bạn là các tế bào của biểu mô, mô liên kết có khả năng tái sinh được không? Đó, lý do biểu mô đó thì nó có khả năng tái sinh bởi vì màng tái có khả năng tái sinh được. Còn mô liên kết thì sao nó khả năng tái sinh được? Mô sụn, mô xương có tái sinh được không? Có chứ, các bạn đó, nha. Mô mỡ, mô lưới, tại thực bào, những cái con tế bào hầu hết của mô liên kết thì có khả năng tái sinh được tế bào sợi nữa. Lý do các bạn là bởi vì nó được biệt hóa từ tế bào tóc, tế bào trung mô. Rồi, mô cơ và mô thần kinh có tái sinh được không? Có không? Có bao giờ đứt được ngón tay, mấy kia móc nọ hoặc lại ngón tay mới không ạ? Không. Đứt thần kinh có bao giờ mọc lại không ạ? Không được các bạn ha. Là bởi vì sao vậy ạ? Bởi vì tất cả các lý thuyết về sự tái sinh nó sẽ thỏa mãn một câu nói như thế này: những tế bào nào chưa có khả năng biệt hóa như tế bào gốc thì sẽ có khả năng sinh sản rất mạnh. Mô liên kết là sự việc đó. Những tế bào nào đã đạt đến đỉnh cao của sự biệt hóa thì sẽ không còn khả năng sinh sản nữa, là bởi vì nó đã huấn luyện rất là mạnh mẽ rồi nên không khả năng sinh sản được. Mô cơ và mô thần kinh chính là hai tế bào đã đạt đến đỉnh cao của sự biệt hóa. Được chưa các bạn? Nha. Các em có hiểu không ạ? Rồi. Lớp sụn. Lớp sụn ở phế quản này có tái sinh được không ạ? Căn bản là tế bào sụn có khả năng tái sinh được không ạ? Có. Vì sao vậy ạ? Là bởi vì nó sẽ là được biệt hóa từ tế bào gốc. Không không thì thành thân nó có kiểu là sinh sản theo kiểu đắp then và sinh sản theo kiểu gian bào ở sụn đó. Nha bạn nha. Rồi. Những cái phần này nó cũng tương giống như nhau thôi. Khi vào cấu trúc bên trong tiểu phế quản chính thức đó thì nó sẽ bắt đầu là nó không còn dấu tích của sụn nữa rồi. Là bởi vì sao vậy? Đến lúc này là chúng tôi bắt đầu chuyển qua hô hấp rồi chứ không phải là đường dẫn khí nữa, nên là bắt đầu hết dần cấu trúc của sụn. Các bạn nha. Rồi bây giờ lúc này đó, nếu phần trước đó là mô trụ giả tầng có đông chuyển để dẫn khí thì lúc này chúng tôi bắt đầu chuyển sang giai đoạn để thực hiện chức năng hô hấp. Vì thế những biểu mô trụ giả tầng có đông chuyển sẽ dần dần chuyển thành trụ đơn, rồi trụ đơn mới dẹp từ thành du đơn. Em có tưởng tượng được không ạ? Vậy phía đầu trên sẽ là có long chuyển, rồi bắt đầu mất long chuyển dần thành trụ đơn, xong rồi bắt đầu xẹp xuống là bởi vì cái phế nang bắt đầu phình ra rồi đó. Vì thế là nó sẽ gì? Nó sẽ vuông từ từ và khi cho đến phế nang là nó dẹp hẳn luôn. Vậy các em thấy là sự thay đổi về cái chiều dài của các tế bào ở biểu mô, ở khu vực của hệ hô hấp là nó sẽ từ từ nó giảm xuống. Để vì sao vậy các bạn? Là bởi vì nó đã dừng dần chuyển từ phần dẫn khí sang phần hô hấp. Rồi. Mình thấy là ở khu vực của tiểu phế quản là bắt đầu gần như là không còn dấu vết của sụn nữa rồi, mà chỉ vẫn còn trơn trơn là thôi. Đến tiểu phế quản tận thì nó sẽ có một con tế bào nổi tiếng, chính là con tế bào Clara. Tế bào tận thì không còn tế bào đài nữa, nhưng sẽ có những cái tế bào chế tiết và tế bào Clara. Lớp biểu mô rải rác những tế bào thần kinh nội tiết thành cơ trơn và có rất nhiều tế bào hình trụ không có long chuyển là tế bào Clara. Nha bạn nha. Lớp đáy thì gồm có cơ trơn và sợi chun. Vậy là dù anh có thay đổi về phần biểu mô nhưng mà hai đặc điểm cơ bản nhất của phổi vẫn phải đảm bảo chính là cơ trơn và sợi đàn hồi là sợi chun. Kích thích thần kinh khó giao cảm thì sẽ giảm đường kinh và kích thích thần kinh giao cảm thì sẽ làm tăng đường kinh. Bởi vậy hồi nãy có nói là AVNP được sử dụng trong khu vực này.
Bây giờ chúng ta bắt đầu chuyển vào phần hô hấp. Các bạn ha, hô hấp thì bắt đầu gọi là tiểu phế quản hô hấp, chính là những cái ống cuối cùng để chuẩn bị mang phế nang, ống phế nang và phế nang. Rồi, đây là phổi. Các bạn có thấy ống gì không? À, thực quản, các bạn ha, thực quản. Rồi nhìn như vậy biết phổi trái phổi phải không ạ? Biết, bên đây trái phải rồi. À, bởi vì cái chữ rai nè, các bạn ha. Rồi, bây giờ mình đang tưởng tượng là những cái mạch máu bắt đầu nó sẽ được lan tỏa đi vào trong những cái phế nang, và người ta gọi đây chính là những cái bao mạch, các bạn ha. Và vẫn có sự hiện diện của một trong những cái phần nổi tiếng chính là sợi chua elastic fiber, các bạn ha. Rồi, đây là cấu trúc của phổi. À, những cái cấu trúc của phổi này nó tương tự lắm. Thì nhớ là sau này thực tập đó, nó sẽ có một cái câu đó chính là đây là cấu trúc gì đó. Thì nhìn cái gì mà có rất là nhiều cái lỗ trống, nó chính là phổi, các bạn ha. Nhưng mà đánh phổi đi, không chịu thua cho cái khác đó, các bạn ha. Thì sau này chúng ta sẽ thấy có nhiều cái có lỗ trống như vậy đó, chính là cái gan, các bạn ha. Nhớ nha. Rồi, thì thấy là những cái gì mà nó có rất là nhiều lỗ trống này, đó chính là những cái ống phế nang mà ban nhường nó mang một cái phế nang. Thì cho các bạn được nha. Chút xíu để chúng ta sẽ phóng to một kính này lên để xem những cái tế bào nào đã lót lòng phế nang ở chỗ này. Tiểu phế quản hô hấp là vị trí chuyển tiếp giữa phần hô hấp và phần dưỡng khí. Những tế bào dung có lông chuyển và tế bào clara chi tiết nội tiết thì bây giờ đã được chuyển sang thành tế bào dẹp. Như vậy thì cách nói là gì? Từ trụ giả tần có lông chuyển bắt đầu trụ đơn rồi thành dung đơn và bây giờ đã bắt đầu thành dẹp. Lý do dẹp chút xíu nữa sẽ phân tích, nhưng anh vẫn còn có cơ trơn và sợi chui. Rồi, đây là những cái cành cây, cái này gọi là tiểu phế quản tọt, được chưa các bạn? Thì nó sẽ có mang những cái này thì người ta gọi là những cái ống phế nang. Thì trên những cái phế nang này nó sẽ có những cái ống phế nang này nó sẽ có những mang cái phế nang. Và cái chuyện gì đang bọc ở phía bên ngoài cái phế nang thì các bạn có rất là nhiều những cái mao mạch ở phổi nó đang bao mạch ở phế nang. Nhớ nha. Nhánh cây cuối cùng chính là tiểu phế quản tọt, tiểu phế quản thấp. Rồi những cái nhánh cây này nó sẽ mang những cái phân để mang những cái quả. Thì cái phân đó chính là những cái ống phế nang, còn những cái quả trên cành chính là những cái phế nang. Rồi, bây giờ mình mở một cái bọc kính lên thì mình sẽ thấy đây là ống phế nang. Thì trong những cái ống phế nang này nó sẽ có rất là nhiều những cái túi phế nang. Thấy các bạn là đường kính nó có giống nhau không ạ? Không, các bạn ha. Rồi, bạn ơi, ví dụ nữa, chẳng hạn như cái đứa này nó hô hấp thì cái đứa này nặng, nó có kéo cái đứa nó dựng xuống không bạn? Không hiểu. Bây giờ cái đứa này và cái đứa này thì đứa này nó có kéo cái này nó dựng xuống không bạn? Dựng xuống chứ, bởi vì nó theo quy tắc của trọng lực. Ý thầy nói là cái đứa này nó hoạt động thì nó ảnh hưởng đến đứa này không? Tất cả hoạt động ảnh hưởng đến không bạn? Thì chút xíu nữa nó sẽ có một cái con tế bào đứng ra làm nhiệm vụ là tiếp cái chất để làm chi vậy? Cho tất cả các bạn này là cân bằng với nhau và hoạt động cùng một nhịp độ. Có phải là cái đứa bên đây nó sẽ tiếp nhận oxy tốt hơn là so với đứa bên đây không? Bởi vì nó là tiếp xúc đầu tiên với oxy nè, còn đứa bên đây. Bởi vậy là sẽ có những cái đứa nó không cân bằng trong nhau, trong dưỡng chất phế nang với nhau đâu. Vì thế sẽ có một con tế bào đứng ra tiếp một cái hoạt chất sinh học để làm cái gì vậy? Để làm cái cân bằng các phế nang lại với nhau. Ống phế nang, mô chui gồm có sợi chui làm cho phế nang giãn ra khi hít vào và co lại khi thở ra. Sợi lưới, mạch máu và thành phế nang, sợi lưới và sợi chui. Sợi lưới là sợi collagen loại 3. Bây giờ phế nang là cấu trúc dạng túi. Trong phế nang thì sẽ chứa CO2 và oxy để trao đổi không khí và máu. Vách phế nang thì gồm có hai loại tế bào, một xíu nữa sẽ phân tích các bạn ha. Và nó vẫn còn sợi chui và sợi collagen. Rồi, thì các bạn sẽ thấy đây là những cái phế nang, thì những cái lỗ này người ta gọi là những cái lỗ phế nang để nó làm cho cái cân bằng áp suất trong cái phế nang. Và đâu đó trên những cái phế nang sẽ có những cái con tế bào bám chỗ này một xíu rồi thầy sẽ nói con nó là gì. Rồi, đây là một trong những cái hình quan trọng, các bạn ha, hình này hình quan trọng. Rồi, từ cái màu xanh nước biển này ngã về phía bên đây là thuộc về phế nang. Từ cái màu xanh nước biển này ngã về phía bên đây là thuộc về bao mạch phế nang. Và chính giữa đó các bạn đã thấy là có một cái không gian, đó chính là khoang kẽ. Rồi, nơi này là
nhiều oxy, lý do mới được tiếp nhận oxy từ không khí vô mà. Học cầu đã học hóa học hemoglobin rồi đúng không ạ? Trên đây nó đang mang 4 cái CO2, có phải không các bạn? Có phải trên đây nó đang mang 4 cái CO2 không ạ? Rồi, như vậy oxy trong đây là bị zero đi. Thì lúc này bắt buộc là cái khuếch tán đơn giản thì nó sẽ đưa cái oxy đi vào bên trong cái chỗ này. Sau đó thì oxy thế vị trí của CO2, CO2 bị đăng dăng ra khỏi bên ngoài, thì lúc này CO2 ở khu vực này thì như thế nào? Lại cao, thì CO2 ở khu vực này thì bị zero, vì thế là nó sẽ bị gì? Vận chuyển thụ động, sẽ khuếch tán đơn giản từ nơi có nồng độ chất tan cao đến nơi có nồng độ chất tan thấp. Và bây giờ là câu trả lời, oxy đã đi qua các cấu trúc nào để đến được với hoàn cầu các bạn nào? Rồi, oxy bắt đầu sẽ đi qua một cái dung dịch màu hồng xanh xanh chỗ này, đó chính là dịch lót phế nang chứa chất hoạt diệt. Chút xíu nữa thầy sẽ nói đây là hoạt chất xúc tăng, đúng không ạ? Như vậy là trước khi đi qua vào trong đây thì sẽ đi qua cái chất xúc tăng trước, sau đó thì sẽ đi vào cái biểu mô chỗ này. Rồi chút xíu nữa sẽ gọi tên cái con tế bào này sẽ là con tế bào một La Mã. Và con này bạn thấy nó hình gì? Hình dẹt các bạn ạ. Vậy sau này khi đi thực tập đó, thấy con nào là hình dẹt thì con đó chính là con tế bào một La Mã. Đố các bạn vì sao phải hình dẹt? Bởi vì nếu là hình vuông, hình trụ hoặc hình lá, hay hình lá tầng thì tất cả nó sẽ là dày lắm luôn á. Vậy như vậy để hình lát thì để làm gì? Hình lát đơn thì để làm gì vậy các bạn? Để cho không khí nó đi qua cho nó dễ, được chưa các bạn nha? Giống như cái gì ạ? Thận á, các bạn ha. Thận á là phải cho cái nước đó, máu nó đi qua đúng không? Mà bởi vậy nó sẽ là lát đơn. Còn cái cấu trúc nào mà muốn giữ lại á, thành cái cứng á, thì nó sẽ trở thành tế bào điệu, biểu mô điệu trong cái phần biểu mô chuyển tiếp đó nha. Nhắc lại ha, lát đơn và biểu mô điệu là hai đứa trái ngược nhau hoàn toàn. Lát đơn dễ cho đi qua, còn biểu mô điệu khó cho đi qua, được chưa các bạn? Như vậy, tế bào một La Mã phải có cấu trúc hình dạng. Hình dạng để làm cái gì? Để làm cho cái kích thước tế bào nó mỏng, thì không khí nó xuyên qua nó dễ hơn. Còn nếu như trùng đơn, vuông đơn, nó sẽ rất là dày, sẽ bị làm cho thất thoát oxy, đúng không các bạn? Chút xíu nữa cái con kia kìa, nó sẽ mập lắm, lý do nó mập, anh nói sau nha bạn. Như vậy cái con tế bào 1 sẽ là con hình dẹt. Rồi, không khí chứa oxy sẽ đi qua những cái chất xúc phát tăng, xong rồi sẽ đi ngang qua cái con tế bào này, gọi là con tế bào một La Mã hình dẹt. Sau đó sẽ xuyên qua màng đáy của tế nang, xong rồi sẽ xuyên qua khoảng kẽ tới nơi rồi, qua bên kia chưa, đi qua xong chưa, bắt đầu đi qua xong các bạn ha. Qua xong rồi đến được cái bờ, đó chính là cái bờ đáy mao mạch. Con gì đang lót vào mao mạch rồi? Con gì ở đây rồi? Tế bào nội mô mạch máu, xong rồi nó sẽ xuyên qua cái tế bào nội mô màu máu. Xong rồi theo bạn cái nước màu hồng này là cái gì rồi? À, huyết tương các bạn ha, và nó sẽ di chuyển vào oxy cho vào hoàn cầu. Như vậy là chúng ta nhớ là nếu ra thi có hoàn cầu sắp xếp cái thứ tự thì các bạn nhớ là sắp xếp cái thứ tự này, nhớ là thầy hỏi oxy, còn thầy hỏi CO2 thì xếp ngược lại các bạn nha, nhớ nha các bạn nha. Rồi được chưa? Nhớ là nước màu hồng và nước màu xanh bên đây là chất hoạt diệt sự phát tăng. Rồi con này là con tế bào một La Mã, đây là khoảng trẻ, đây là tế bào ngoại mô mạch máu, nước màu hồng bên đây là huyết tương, và con đó chính là con hồng cầu. Rồi sau khi trao đổi oxy CO2 chỗ này thì bắt đầu nó sẽ đi ngược trở lại. Rồi mình thấy ở một cái tấm hình đơn giản hơn đó thì oxy nó sẽ di chuyển qua bên đây và CO2 thì sẽ di chuyển ngược lại, và nó cũng phải lần lượt đi qua các cấu trúc. Cái màu vàng này chính là khoảng kẽ, các bạn ha, khoảng kẽ. Xong rồi phía bên đây là thành của bao mạch và chứa các tế bào ngoại mô mạch máu. Rồi các bạn có thấy cái con màu cho thầy coi con đây,
con tế bào một La Mã là tên tiếng Anh là gì vậy? Chưa rồi nè, thôi cho qua. Rồi, hình này các bạn sẽ được coi dưới kính hiển vi ở dưới bộ môn các bạn ha. Rồi, cái con nào mà có ghi một La Mã chính là con tế bào một La Mã, còn con nào ghi hai La Mã là con tế bào hai La Mã, còn con nào có chữ cờ đó chính là gì bạn? Chữ cờ là viết tắt của chữ gì? Capillary mao mạch các bạn ha. Rồi, cái con nào có cục hồng hồng màu đỏ trong cái lòng mao mạch này là con gì vậy? Con này nè, con gì vậy? Hồng cầu hay là hồng cầu. Rồi chút xíu nữa sẽ có cái con M xuất hiện ha. Con M này chính là con tế bào bụi macrophage, chữ M bắt đầu các bạn ha, tế bào bụi. Rồi như vậy là khi mà mở con to ở khu vực này đó thì các bạn sẽ thấy là có con to xuất hiện. Rồi và xin chim hay lộn đó, lộn như gì vậy? Lộn giữa tế bào nội mô mạch máu đó với con tế bào một La Mã, nhớ nha, hay bị lộn đó. Vậy làm sao mình tránh bị lộn ra? Tôi sẽ chỉ bí quyết cho các bạn. Nếu như cái con đó mà nó nằm trong cái lồng ống mà mở, tức nghĩa là ống phế nang và phế nang, thì con đó phải là con tế bào một La Mã. Còn những cái con nào mà nó nằm trong cái lồng ống mà nó kín với nhau thì lại là con tế bào nội mô mạch máu, bởi vì cái lồng ống kín đó chính là cái mao mạch đó. Bởi vì tế bào nội mô mạch máu vẫn là lát đơn và tế bào một cũng là lát đơn, vì thế chúng ta phải phân biệt lát đơn ở đâu. Nếu như thở chắc là tế bào một, còn nếu như kinh thì là những cái con tế bào, cái con tế bào nội mô mạch máu. Rồi hay hỏi thêm một con nữa chính là con tế bào sợi. Có sợi ở đây nhiều không? Không có nhiều, nhưng mà sẽ cho chim đánh đố con tế bào sợi thì bắt buộc nó phải nằm trên cái gì? Con tế bào sợi bắt buộc nó phải nằm trên sợi collagen các bạn nha. Thì con nào nó nằm trên sợi collagen là con tế bào sợi. Như vậy là chúng ta đã phân biệt được ba con rồi nha. Rồi, khó hiểu quá hả? Rồi, chữ một La Mã là những cái con tế bào gì đây? Tế bào một La Mã ha. Rồi, cái chữ B, M, B này chính là gì bạn? Màng đáy các bạn ha. Các bạn ghi cờ này sẽ là cái gì? Chữ cờ này sẽ là gì? Nếu như đây là con một La Mã, đây là màng đáy, thì chữ cờ này sẽ là gì bạn? Chữ cờ này sẽ là mao mạch capillary. Rồi, bây giờ mời các bạn đi vào con tiếp theo, chính là con hai La Mã. Hình hồi nãy và hình này nó chính là hình chụp cái kính hiển vi điện tử đó, thì thấy là trong tế bào của con hai La Mã đó nó sẽ có rất nhiều những cái một cái bào quang nên tên là chữ N. Chữ N này gọi là lamina. Thì bạn ha, chút xíu nữa chúng ta sẽ làm rõ cái bào quang này nó là cái gì. Con này nó có mập không ạ? Nó có mập là bởi vì nó mập vậy, là bởi vì nó chứa một cái hoạt chất mang tên là sụn cộng tăng. Như vậy làm sao để phân biệt được tế bào một, tế bào hai La Mã? Rồi, tế bào một La Mã hình dẹp. Vì sao lại dẹp? Là bởi vì nó phải mỏng để cho không khí đi qua. Tế bào hai La Mã hình tròn, hình cầu. Vì sao phải to như vậy? Bởi vì bên trong đang chứa một chất gì đó, bởi vậy nó phải to. Không phải mà nó có hình như vậy đâu, mà chính là do chức năng của nó quy định làm cho nó có hình như vậy. Thì sau này đi xuống thực tập và thấy hình dẹp tế bào một là bởi vì nó phải dẹp để không khí đi qua, còn tế bào hai là hình cầu, hình tròn là bởi vì bên trong nó đang có một sự hoạt động để chế tiết một cái chất nào đó. Cái chất đó chính là chất hoạt diệt hay còn gọi là sự phân tăng. Đây là hình Photoshop và thấy rõ ràng là hình Photoshop các bạn ha. Nhiều khi tôi hỏi hình này sinh viên nó sẽ chiếc kính hiển vi điện tử đó các bạn ha. Rồi, đây là hình của một cái con tế bào hai La Mã. Thì các bạn thấy là trong con tế bào hai La Mã này nó sẽ có rất là nhiều những cái hạt. Những cái thể này người ta gọi là thể lamina. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nha. Rồi, đây chính là những cái hệ thống lưới nội sinh chất. Thì thế là sinh chất sẽ chuyển vào bộ máy Golgi. Thì trong bộ máy Golgi này nó sẽ chế tiết nên những cái hạt. Và những cái hạt này nó sẽ hòa trộn chung. Và trong cái hạt này nó lại chứa một cái chất mang tên là phospholipid, giống như thành phần của màng tế bào vậy đó. Và cái con này nó tích tụ rất nhiều phospholipid và nó sẽ được phóng ra phía bên ngoài. Rồi nha, hình này nó đã cho các bạn thấy về cái sự thay đổi về cái cấu trúc biểu mô của phần hô hấp.
khi mà chưa có vô vào tuần hô hấp thì nó sẽ có là biểu mô trụ giả tầng có động chuyển các bạn ha. Từ vô thì bắt đầu là trụ đơn, nhung đơn, nhưng mà khi đến các ống đó thì bắt đầu chuyển thành lát đơn rồi. Rồi thì trong cái phần mà biểu mô phía nam đó thì nó sẽ có ba con nổi tiếng, đó chính là con phế bào một, phế bào hai đa não và con tế bào bụi đất cell macrophage. Để cho các bạn và các bạn thấy là nó viết tắt là chữ M ha. Chút xíu nữa thầy sẽ nhắc về cái con kia. Bây giờ chúng ta trao đổi về cái màng trao đổi khí. Màng trao đổi khí là màng mỏng nhất, lý do mỏng nhất là bởi vì nó là lát đơn và nó sẽ được tiếp cái chất được phát tăng từ con tế bào hai phế bào hai la mã, nhớ là số la mã nha chứ không phải là số thường bào thương. Rồi mấy con tinh hoàn, mấy con noãn tinh bào cũng là lô mã hết luôn nha các bạn. Noãn bào cũng là số la mã hết luôn. Mấy cái sợi collagen cũng là la mã hết, được không ạ? La mã hết. Rồi giảm phân một cũng la mã, giảm phân hai cũng la mã, tất cả đều biết la mã. Rồi như vậy là sự phát tăng. Bây giờ thầy sẽ nói về sự phát tăng. Sự phát tăng là một chu trình dầu, các bạn ha, một chu trình dầu thì nó sẽ làm cho cái phế này nó sẽ bị tránh hiện tượng là bị căng quá mức, bởi vì vai trò của sự phát tăng là giúp để làm giảm hoạt động bề mặt. Sự phát tăng sẽ có ba vai trò chủ yếu. Sự phát tăng sẽ có ba vai trò chủ yếu, phần này không có trong sách các bạn ha. Sự phát tăng sẽ có ba vai trò chủ yếu. Vai trò thứ nhất là sẽ làm giảm sức căng bề mặt của phế nang. Khi nó làm giảm sức căng bề mặt của phế nang thì nó sẽ không bị mấy cái đứa ở dưới giật xuống. Hồi nãy thầy nói là mấy cái phế nang nằm ở phía dưới nó sẽ giật mấy cái phế nang ở trên không ạ. Nhưng mà khi sự phát tăng nó sẽ là cái chất giống như là hoạt động bôi trơn bề mặt đó, thì nó sẽ làm cho tất cả mọi đứa là gì ạ? Đều nhau hết, ở vậy không có đứa nào mà cứ giật nhau hết và sẽ không có sự tranh chấp về trọng lực để mà giật nhau. Vai trò thứ hai là nó sẽ làm ổn định phế nang, là bởi vì nó sẽ giúp duy trì áp suất khí giữa các phế nang với nhau. Vai trò thứ nhất của sự phát tăng là sẽ là giảm sức căng bề mặt của phế nang. Vai trò thứ hai là nó sẽ làm cho ổn định phế nang, là bởi vì nó cần phải duy trì các áp suất giữa các phế nang. Và vai trò thứ ba là nó sẽ ngăn ngừa cái việc tích những cái dịch phù trong phế nang, ngăn sự tích dịch những dịch phù trong phế nang nha. Mới nhắc lại về vai trò của sự phát tăng, chất phát tăng này người ta còn gọi là chất hoạt triện, nó có ba vai trò. Vai trò thứ nhất là giảm sức căng bề mặt của phế nang, vai trò thứ hai là ổn định phế nang để duy trì áp suất, và thứ ba là để làm gì các bạn, ngăn tích tụ. Rồi cơ là gì các bạn? Sơ nem là tên họ, tên đẹp đúng không ạ? Nem là tên, sơ là phía trên đúng không ạ? Sơ có nghĩa là phía trên, face là tay đúng không ạ? Bề mặt đúng không ạ? Còn em là chất, vậy sự phát tăng là dịch là chất hoạt động bề mặt đúng không? Chất này cho con phế bào hai la mã tiết ra nhằm ba cái nhiệm vụ vừa kể trên. Rồi trong phế nem này còn có con mang tên là con đại thực bào, mang tên là tế bào bụi. Bây giờ chúng ta tóm tắt nè. Còn mô nô bào đó, trong mạch máu đó, di chuyển đến mô liên kết đó, thì gọi tên gọi là gì? Con đại bào. Mô nô bào mà di chuyển đến mô xương thì nó gọi là gì ạ? Hủy cốt bào. Con mô nô bào mà nó di chuyển đến mô thần kinh thì nó có gì ạ? Vi bào đẹp. Rồi cái con đại thực bào đó, ở mô liên kết đó, mà nó ở các cơ quan khác nhau thì nó có tên gọi khác nhau. Nếu như cái con đại thực bào mà nó ở lách á thì người ta gọi là con tế bào lớn. Con đại thực bào mà ở gan á thì người ta gọi là tế bào cấp cơ. Còn đống đại thực bào mà ở phổi thì người ta gọi là tế bào bụi. Vậy con này về mặt viết tắt á thì người ta có gọi nó là đi, có nghĩa là đất xeo là con tế bào bụi. Hoặc người ta có thể viết nó là con M, có nghĩa là con macrophage. Được chưa các bạn? Đại thực bào thì vai trò của cái con tế bào bụi này để làm gì ạ? Là để gì ạ? Để ăn những cái vi khuẩn. Chỉ có phải con này nếu nó vô trách nhiệm mình sẽ bị gì ạ? Vi khuẩn. Tại vì sao vậy? Tôi giao nhiệm vụ cho anh đứng ở đây là để làm gì? Là để anh đi thực vào những cái vi khuẩn tấn công. Nếu như anh không có hoàn thành tốt nhiệm vụ thì sẽ là vi khuẩn. Và khi xuống dưới bộ môn á, khi học thực tập á, rất khó để kiếm con đại thực vào con tế bào bụi này.
Ở vậy, nên dành nhiều thời gian để kiếm tế bào 1, tế bào 2, chứ đừng có dành thời gian để đi kiếm tế bào bụi. Được chứ các bạn? Khó kiếm. Giống như tuần sau học về mô máu, rất khó kiếm bạch cầu của ta rồi. Hãy dành nhiều thời gian để coi những con bạch cầu khác, chứ đừng có đi kiếm con bạch cầu của ta rồi. Chắc là các bạn là người ăn may nhất thì các bạn cũng kiếm được con bạch cầu của ta rồi. Nhưng mà nha, chắc khó kiếm lắm luôn đó. Nhưng mà kiếm được là bạn là một trong những người ăn may nhất. Mà nhiều khi đó, không phải như vậy, nhưng mà bạn vẫn cho mình tự tin mình kiếm được con bạch cầu của ta rồi. Các bạn có tưởng tượng được không? Nó là con liên phô bào đó, chứ không phải là con bạch cầu của ta rồi đâu. Nhưng mà nhiều bạn tự tin nói đang kiếm được con bạch cầu của ta rồi. Nhớ nha, đừng dành nhiều thời gian nhá. Vô máu đừng dành nhiều thời gian cho bạch cầu của ta rồi. Và trong bài phổi đừng dành nhiều thời gian để kiếm tế bào bụi. Lý do thầy sẽ nói phía sau. Lỗ phế nang là cái chỗ mà nó dùng để cân bằng áp suất thôi ha. Rồi, tế bào 1 La Mã chiếm 97% bề mặt tạo màng mỏng. Tế bào 2 La Mã thì chế tiết sự phát tăng. Vai trò sinh học của sự phát tăng là phospholipid lipoglycan, một trong những thành phần của chất căn bản và protein. Sự phát tăng làm giảm sức căng bề mặt, làm giảm sức căng phế nang khi hít vào và thở ra. Nếu như không có sự phát tăng thì nó sẽ làm phế nang sẽ bị xẹp khi bị thở ra. Và như vậy nó sẽ xảy ra tình trạng là những người bị thiếu sự phát tăng thì sao các bạn? Thì làm cho phổi có khả năng gì ạ? Co lại hoặc là giãn ra. Rồi, chút xíu thì chúng ta sẽ đi vào một ứng dụng lâm sàng đối với trường hợp đó. Tế bào bụi. Vì sao tế bào bụi các em khó thấy vậy? Là bởi vì thuốc dược, các bạn phải lo thuốc dược nha. Để nhường được con tế bào bụi đó thì các bạn phải sử dụng một loại thuốc dược nổi tiếng chính là mật tàu. Như vậy đến thời điểm này thì tôi sẽ thống kê thuốc dược cho các em nè. Bình thường các em sẽ nhường bằng thuốc dược H ơn, H nhiều nhân, ơ nhiều tế bào nhất. Vết máu ngoại vi thì nhường bằng thuốc dược xin xa, bởi vì xin xa sẽ tấn công vào những phốt pháp trên phân tử ADN của nhân. Vì thế thì bạch cầu mới ăn được thuốc dược sạch tiến của thuốc dược xin xa. Xin xa G-I-E-M-S-A. Chúng ta đã học một lần trong cái phần nhường kỹ thuật đồ, kênh nhường nhiệm sạch tải đồ. Bạn bằng ăn thuốc dược G. Rồi, xin xa. Bây giờ mình tiếp. Để nhường con vết cell, cái việc dịch là tế bào đài, thì nhường bằng thuốc dược PAS, bề phở, chữ A và chữ S, Peracid Acid Trip. Rồi nhường sợ chua nhường bằng cái gì ạ? Hả? Pushin, nhường sợ chua thì nhường bằng Pushin. Rồi nhường liêm nước. Liêm nước là cái gì ạ? Liêm Cyanide. Trong bài gì? Bài tuyên tiêu hóa. Nang pha, nang nước và nang nhầy. Thì cái phần nước trên nang phần nước trên nang nhầy nó chính gọi là cái liêm nước. Được chưa bạn? Để nhận được liêm nước là thuốc dược công cô đỏ. Công cô đỏ. Và cuối cùng để nhận được những con đại thần bào thì sử dụng một thuốc dược, đó chính là thuốc dược mật tàu. Được chưa các bạn? Rồi, sau đây các bạn học ký sinh sẽ lần nữa sử dụng mật tàu nữa. Và mật tàu được dùng cái con Neo Phạm Măng con nằm và nằm. Như vậy mật tàu dùng hai con, một là để dùng nằm Neo Phạm Măng và hai là để dùng con tế bào bụi. Và như vậy những con DC trong cái phần này chính là cái con tế bào bụi. Và trong cái slide này nó đang được dùng bằng mật tàu. Thì như các bạn, cái hình này nó viết DC này nó không có được đâu. Theo ý tôi thì phải viết rõ, là bởi vì nếu như viết tắt DC đó, sinh viên sẽ hiểu con tế bào miễn dịch khác đó bạn nha. Rồi, chữ A là gì bạn? Alivary có nghĩa là gì ạ? Tế nang hả bạn nha? Thì mình sẽ thấy là những cái con nào mà có màu đen đó chính là những cái con tế bào bụi đen bắt thuốc dược phức tạp. Bây giờ mình đi vào cái phần. Nếu như có những cái trẻ mà sinh non thiếu tháng đó các bạn, thì nó sẽ không có chất mạc diện
Bởi vậy chúng ta phải làm cái gì ạ? Đây nè, người trưởng thành đó là con khi chào đời đó là lúc này thở bằng phổi, nên là bắt đầu những cái con đó nó sẽ bắt đầu hoạt động được. Còn những đứa trẻ nó mới sinh ra đời mà cũng đẻ sinh non, khi mà cấu trúc phổi nó chưa có hoàn thiện thì con phế bào ra các bạn nó thành phần chức năng được chưa? Chưa thành phần được. Bởi vậy người ta sẽ cho nó một cái hoạt chất bơm vào cơ thể, thì đó chính là những cái hoạt chất sự phát tăng. Và người ta thường sử dụng đó chính là những chất glucocorticoid dùng cho mọi chất siêu hô hấp. Và vai trò thứ hai là sự phát tăng này có tính diệt khuẩn và loại bỏ những cái phế nang. Nhưng thật đáng tiếc, nếu như sử dụng quá nhiều glucocorticoid thì sẽ làm nên rất nhiều tác dụng phụ. Thì tuần sau các bạn sẽ biết là glucocorticoid được tiết từ vùng vỏ của tuyến thượng thận, nếu sử dụng quá nhiều thì nó sẽ gây nên tình trạng là thiếu giữ nước trong nội bào, người ta sẽ bị phù, hoặc là người ta sẽ bị những cái hội chứng về những cái gọi là bệnh tự miễn, là bởi vì nó bị phù và nó tự sản xuất từ kháng thể của mình. Tế bào xuyên tim các bạn nha. Rồi, trong suy tim xung huyết đó, nếu như là phổi bị cứng lâu thì hồng cầu sẽ đọc vào phế nang và bị thực bào ở đại thực bào phế nang trong khung mô. Các em cho thầy hỏi là nếu như là phổi mà nó bị mất chức năng đó thì tim sẽ bị suy, thì suy bên trái hay bên phải? Nhắc lại, nếu như là phần phổi nó bị mất chức năng, nó bị mất chức năng gì đó thì phần phía tim nó sẽ bị suy, thì theo bạn đi bên trái hay bên phải? Suy nghĩ lại đi. Rồi bây giờ cái chỗ mà nó cần cung cấp mà bây giờ nó bị suy thì nó phải dội thường về không? Nhắc lại, đem tiền đi ra ngân hàng gửi mà ngân hàng bị đóng cửa thì phải đem tiền về nhà không ạ? Như vậy máu đỏ thẳm di chuyển từ tâm thất phải, nó sẽ di chuyển về phổi đúng không ạ? Như vậy khi phổi bị có vấn đề thì lúc này máu sẽ quay ngược trở về tim phải không ạ? Và người ta gọi là suy tim phải. Đúng không các bạn? Đúng không bạn? Và máu sẽ về không? Rồi, và người ta gọi đó là tâm phế mạng, là ra tâm phế mạng và tim phổi là mạng tính. Như các bạn tâm phế mạng ta chữ phải đâu là tâm phế mạng. Rồi khí phế phổi và có thuốc lá, cái phần này sau này các bạn học sinh lý bệnh kiểm dịch ha. Rồi mình đi qua khu vực phổi này chúng ta còn có rất nhiều những cái lympho phế quản và người ta gọi đó chính là DANT. Còn ở khu vực của hệ tiêu hóa thì là giữa MANT, thì sau này cái phần về phần miễn dịch thì người ta sẽ nói cho các bạn biết. Rồi ung tâm hai bạn năm. Rồi các em trên này hỏi là những cái cấu trúc trên bảng có chữ nào mà không tìm được bằng tên tiếng Việt không ạ? Rồi hồi nãy thì cũng đã nói về cái phần hầu hai bạn năm, phần hầu. Rồi ta thấy là càng đi sâu vào hệ hô hấp thì bắt đầu mất dấu tích của sụn, tiết diện bắt đầu nhỏ lại, càng đi sâu vào phần hô hấp thì từ biểu mô trụ giả thân có đông chuyển từ hạ xuống thành trụ đơn, dung đơn và cuối cùng khi đến phế nang thì nó sẽ trở thành lát đơn. Và cuối cùng khi ở lát đơn thì nó sẽ có rất nhiều mao bằng. Đến đây thì nó sẽ có bao nhiêu con tế bào? Thì có 3 con tế bào nổi tiếng. Con tế bào 1 La Mã, nó chính là hàng rào trao đổi khí máu, bởi vậy nó rất là nhạt. Con tế bào 2 La Mã là chế tiết chất hoàn thiện sự phát tăng nên nó rất là to. Sự phát tăng thì có 3 vai trò. Và con cuối cùng đó chính là con đại thực bào di chuyển vào mô phổi thì nó sẽ trở thành con tế bào bụi. Rồi, đây là cái hình để so sánh về sự khác biệt giữa bên thực quản và bên khí quản. Bên khí quản chúng ta sẽ thấy có dấu tích của sụn, còn bên thực quản thì không có dấu tích của sụn. Nếu như bên khí quản thì sẽ có là biểu mô trụ giả thân có đông chuyển, thì bên thực quản sẽ là biểu mô lát đơn không sụn hóa. Rồi, còn cái bảng này thì nó sẽ giúp cho bạn thống kê về sự có mặt các bạn ha. Là thấy là càng đi sâu vào hệ hô hấp thì lúc này các biểu mô sẽ bắt đầu dẹp xuống,
từ biểu mô trụ gia tâm có đồng chuyển đi xuống là dung đơ rồi tới trụ đơ rồi dung đơ rồi cuối cùng là trụ tâm. Màu vàng là sự phân bố của các tế bào đài. Màu vàng trong đây chính là màu vàng ở đây. Thì ở khu vực này cần tiếp nhiều chất nhầy và đang nước nên nó sẽ còn sự hiện diện. Nhưng khi nó chuyển qua phần hô hấp thì không cần đang nước nữa. Đang nước lúc này phải gặp sự cố đó nha. Lúc này người ta không khí được tiếp nước để làm gì nữa các bạn nha. Rồi cilia cell là tế bào có lông chuyển các bạn ha. Thì ta thấy là càng di chuyển vào bên trong thì sự hiện diện càng ngày càng ít dần. Len là các tuyến. Các tuyến là gồm có tiết nhầy và tiết nước. Thì ta thấy là khi di chuyển đến phần hô hấp thì nó chặt nhất luôn. Helia caminat là sụn trong các bạn ha. Thì thấy là càng ngày càng vô bên trong thì sụn trong cũng càng ngày càng mất dấu tích. Smut muscle là gì vậy? Smut muscle là cơ trơn các bạn ha. Thì thấy là càng di chuyển vào bên trong thì nó sẽ mất luôn. Và tuy nhiên cái phần elastic fiber là sợi chun thì vẫn còn hiện diện cho đến cuối cùng của đường ống tiêu hóa, bởi vì nơi nào cũng phải cần có sự đàn hồi và co giãn của sợi chun. Đây là các bạn thống kê để giúp cho các bạn thấy được sự phân bố về mặt mô học của các thành phần ở trong hệ hô hấp. Bây giờ là còn khoảng 15 phút nữa thì thầy sẽ giới thiệu các bạn căn bản về mô máu cho các bạn nha.